nay Zbox nó update cái box, Zbox lên version mới để có 1.1.03 để nó có thể jailbreak cái version cho iOS, cho iOS 14.5 ha các bạn. Và cái thủ tục nó như thế này: các bạn đầu tiên các bạn sẽ download cái GCAD repair, download cái GCAD existence đầu tiên ha, và install xong update cái box lên version 1.1.609 ha, 6669. Xong sau đó các bạn vào cái repair fitting connect đó, mà nó không không tự động update á, thì các bạn sẽ vào cái trang download của nó, download của GC Repair, thì mình vào cái đó mình sẽ load cái file, cái firmware của Jailbreak á, cái file chấm pin của nó, Jailbreak file Jailbreak tool chấm pin ha, rồi mình download về đó và mình sẽ bung chép nó vào cái ổ thẻ nhớ, cái flash drive ha, ha flash drive, và mình sẽ update nó ha. Đầu tiên thủ tục nó là vậy, chép vào flash drive cái file gzbox tool bin, rồi mình bấm vô cái confirm nó và mình chọn cái chỗ update ha, chọn chỗ update nó, bấm vô chọn chỗ update nó và nó sẽ update lên cái box, lên box version của mình là như đây ha. Thì mình sẽ viết nó vô cái chỗ bằng update confirm jailbreak version 1.23 này, cái cũ mình là 1.20 10 20 1.0 ha. Đó, mình sẽ update nó. Đó, nó sẽ báo jailbreak file is updating uninstall finish finished unplugged the UDIC, tức là gỡ bỏ nó ra. Thì mình sẽ coi lại cái vẹt của nó là bao nhiêu ha. Rồi chúng ta sẽ coi lại coi cái version update của nó sau khi update là nó lên version bao nhiêu ha. Mình vô cái phần setting và mình switch qua cái phần upgrade, thì mình thấy đây là cái software version của nó là 1.03 nhưng cái jailbreak version của nó là 1.23 ha. Và cái machine info của nó là cũng thông báo đây, device serial number version 1.03, và cái version của jailbreak là 1.23 ha. Đó, và cái version của 1.03 là đi ngày 14 tháng 2 ha. Đó. Đó. Xong sau đó chúng ta sẽ tiến hành jailbreak cái máy ít, và mình coi là nó về sợi jailbreak cái version 14.5 coi được hay không, và nó có truy xuất được cái, đọc được cái địa chỉ wifi bluetooth và cái serial number của cái AP line và cái distance line trên cái cáp loa hay không nha. Rồi. Hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn là cái GCD nó ra cái version mới cho Zbox để jailbreak cho iOS 14.5 cho iPhone X trở về sau tới iPhone 6 ha. Đó là còn những cái iPhone từ XR tới đến 11 Pro Max, 12 Pro Max trở lên thì chưa có jailbreak được ha. Thì nó cái thức support, cái thức thức mà update á, thì mình tôi đã giới thiệu rồi, tức là mà mình lên cái trang mình lên cái trang support của nó, mình download về cái version mới nhất của GCD ID Repair Resistance, và mình update lên vẹt mới nhất là 1.2.0069 ha. Và mình download cái file Zbox update và ở trường cũng lên cái chỗ đó luôn, và mới nhất là vẹt 1.03 ha. Mình download vô cái thẻ nhớ và mình cắm vô cái box để mình cắm vô cái cổng USB của box để mình update, mình chọn chức năng update để mình update lên lên version 3. Thì
À, hiện tại thì nó mới chỉ update trên cái thẻ nhớ thôi, chứ trên box thì nó chưa có viết ra cái tool update trên trên box như bữa trước ha. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành jailbreak cái máy X1 iOS 14.5 à. Thì bây giờ tôi đã đưa nó ra cho repo rồi ha, đưa sẵn vào repo rồi. Bây giờ tôi sẽ bấm cái nút jailbreak nó. Bạn thấy cái máy nó boot lại ha, và nó chạy cho rác cái chưa à, nó chạy cho rác ha. Và nó boot lại và nó đã cho rác rồi ha, vậy là cho rác xong. À, nó ra cho rác xong thì nó trên cái box nó sẽ báo là cho rác ok ha, direct Z đúng không? Direct Z và bây giờ mình sẽ truy xuất cái địa chỉ wifi bluetooth trên đây, hoặc là mình sẽ tới wifi bluetooth đây, thì mình sẽ bấm cái này trước ha. Nó sẽ truy xuất. Để nó bạn nó so sánh giờ cái dây trên cáp lò đó. Dây cáp lò đó các bạn thấy không? Nó sai dây cáp lò. Tôi cố tình gắn cái dây khác để cho các bạn thấy là nó báo sai và nó báo là abnormal, thấy chưa? Đó, cái streamer nó khác. Và bây giờ đó, để mình sẽ tôi sẽ yêu cầu cái nhà sản xuất cái CC sẽ lưu lại, sẽ tạo viết ra một cái file để lưu lại trên Windows ha. Sau đó sẽ lưu lại trên Windows để mình khỏi phải mỗi lần mình phải truy xuất. Và bây giờ mình sẽ bấm cái nút quyết ra, mình sẽ bấm query quyết ra, mình sẽ bấm cái chế độ wifi bluetooth để mình lấy nó ha, mình lấy cái địa chỉ wifi bluetooth đó, lấy địa chỉ wifi bluetooth zin của nó đó, email server wifi address mac address rồi đó, thấy chưa? Rồi đó là cái cách mình xài trên cái box, offline trên box. Còn thí dụ như mình muốn xài online trên cái máy tính á, thì mình sẽ bấm kết nối đó, thì khi đó cái box nó sẽ nhảy vào chế độ online, và khi đó mình sẽ chọn chọn online đó, thấy chưa, live trên Windows. Rồi mình sẽ làm gì, mình sẽ bấm cái nút start kết nối với box, xong rồi bấm nút start để nó đọc ra một lượt hết tất cả ha. Đợi một tí đó, nó ra tất cả thông tin này ha các bạn. Đó, thông tin nào là giữ hai bluetooth nó đọc một lần luôn, distance send và ABN line là sai, abnormal, còn mấy cái kia là normal bình thường ha, tức là địa chỉ wifi bluetooth đúng, không có sai ha. Đó, unlock cái ISP, unlock cái thấy chưa. Đó là cái chức năng mới của GCD mà ra hôm nay, và cộng thêm nó sắp sửa ra một sợi cáp và có hàng sẵn IC trên đó, còn để mình rút ra. Nhưng mà trên cái video clip của nó thì thấy là những cái email của nó, những cái server của nó để vẫn là số 0, là không biết là nó bad file hay là nó sẽ ra một cái thiết bị khác. Có thể là nếu ra thiết bị khác, tôi nghĩ nó sẽ ra một cái thanh mới gắn vào V1S hoặc là RAW Volume RAW 1000S để rút và write cho đúng cái số number trên cái cáp zin đó. Đó là cái đúng ý ra theo cái theo thông tin đó là ra trong tháng 4 này, nhưng mà do có thể là bị trục trặc gì đó mà cái nhà sản xuất sẽ chưa vẫn đưa ra, và họ sẽ và ra ra sau ngày kỳ nghỉ lễ của Trung Quốc là từ 1 tháng 5 cho tới 5 tây tháng 5 ha. À, các bạn có cần cái Zbox
thì cứ vui lòng liên hệ với tôi ha. Thì hiện nay hai cái thiết bị hot nhất là thiết bị kích ngắn mạch do chạm chập và chích thủng tụ rỉ đó. Thì có hai bộ, một bộ của BR là cái bộ bình dân, nó đơn giản, nó chỉ chích là nó và nó sẽ làm đánh thủng tụ hoặc nó dò ra cái đường chạm hoặc là nó có mở. Còn cái GCD là cái I2C là nó sẽ ra một cái thiết bị rất là thông minh, là nó có 5 cái mức đường áp. Nó có 5 cái mức điện áp là chỉnh từ 4V, 4V2, 3V3, 1V8 và 0,9V, 5 cái mức điện áp để tùy theo cái mức độ chạm chập mình sẽ chỉnh ở mức điện áp. Nếu mà chạm chập mà ngắn mạch thì mình nên để cái điện áp nó thấp ha. Tức là dòng cao thì điện áp thấp và dòng thấp thì điện áp cao, tùy theo mình. Và nó sẽ chọn, nó sẽ thông minh đến nỗi mức độ là mình sẽ chọn chế độ, chọn cái dòng thấp và mình chích từ từ lên cái áp thấp và chích từ từ lên và mình bấm boost nó lên. Ví dụ mình chọn 5V thì mình bấm nó, mình chích vô, nó sẽ khi mà chạm nó sẽ kêu. Giả sử đây tôi sẽ cho các bạn, tôi cho hai cái đầu nó chạm lại, nó sẽ kêu và nó kêu khoảng chừng 5 giây là nó sẽ đó, nó chạm đây nè, cái dòng nó nhảy lên cao và nó kêu khoảng chừng bao nhiêu đây đó, 5 giây là nó tự động nó tắt, ngắt nguồn, ngắt để cho bảo vệ cái bò mạch của mình và bảo vệ cái máy của nó luôn ha. Đó, mình buông ra thì nó hết. Cái mình phải đếm nè, chạp lại hai cái đầu nó lại, mình chạp hai cái đầu nó lại đây đó, nó nóng, nó rất là nóng và nó sẽ trong vòng 5 giây nó sẽ tự ngắt ha. Đó, các bạn thấy không, đó thành ra các bạn nó bảo vệ cái mạch của mình và bảo vệ cái máy nữa. Còn cái bộ BR này thì nó làm đơn giản và tôi cũng đang đề nghị cái nhà sản xuất trong cái đợt sắp tới hoặc là cái bát tới, cái đợt sản xuất kế tiếp họ sẽ ép vào cái chuông để báo động báo cho mình và cái chuông báo động và tự động ngắt khi mà khoảng 5 giây hay nó cài gì đó thì tự động chạm chập thì nó sẽ ngắt cái đó, thì nó đã, cái dòng nó sẽ thấp xuống và bảo vệ cái bo mạch và cái máy của nó ha. Rồi đó là những thiết bị hot trong trong cái tháng 5 này sắp sửa ra rồi.